Kính chào quý vị khán giả. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký quyết định số 164 ngày 6 tháng 6 năm 2024 về quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Quyết định nêu rõ, trong quá trình thẩm tra xác minh, đoàn kiểm tra gặp và làm việc trực tiếp với người tố cáo nếu cần và thực hiện biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định. Chương trình luận đàm nhằm nêu bật ý nghĩa và đưa ra nhiều giải pháp cho vấn đề nêu trên. Chương trình rất vinh dự được sự đồng hành của hai quý khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Năm 2017, đồng chí Phan Văn Hiếu, trưởng khoa lý luận Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi, được luân chuyển về làm phó bí thư thường trực huyện ủy Nghĩa Hành của tỉnh này. Khi thực hiện nhiệm vụ mới, đồng chí phát hiện từ công tác cán bộ đến đầu tư xây dựng cơ bản ở đây đều có dấu hiệu sai phạm. Nổi cộm là việc ông Phan Bình, bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, ưu ái giao nhiều công trình dự án cho doanh nghiệp do em ruột mình đứng tên, dẫn tới chất lượng xây dựng công trình không bảo đảm, gây bất bình trong nhân dân. Những vụ việc này được đồng chí Hiếu đưa ra tại các cuộc họp ở địa phương nhưng đều bị bỏ qua. Sau đó, đồng chí Hiếu làm báo cáo các sai phạm xảy ra ở huyện Nghĩa Hành, gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và nhiều lần đăng ký làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, nhưng Bí thư Tỉnh ủy cũng không chỉ đạo xử lý rốt ráo. Ngày 10 tháng 1 năm 2019, huyện ủy Nghĩa Hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy. Tại hội nghị này, đồng chí Phan Văn Hiếu nhận 23 trên 33 phiếu tín nhiệm thấp. Căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định điều động đồng chí Hiếu về Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh bầu làm phó chủ tịch Liên hiệp hội. Đồng chí Hiếu nhiều lần đề đạt nguyện vọng ở lại huyện Nghĩa Hành cho đến khi kết thúc việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ huyện ủy nhưng không được chấp nhận. Tương sự việc của mình cùng việc nắm tình hình chung ở địa phương, đồng chí Phan Văn Hiếu cho rằng ông Lê Viết Chữ, bí thư tỉnh ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có những sai phạm trong công tác cán bộ. Đồng chí Hiếu nhiều lần gửi đơn tố cáo tiêu cực từ tỉnh đến Trung ương. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, sau nhiều lần nhận tin nhắn đe dọa tính mạng của bản thân, gia đình và bị một nam thanh niên ném đá làm vỡ kính xe ô tô, đồng chí Hiếu gửi đơn đến các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi để yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của đồng chí và người thân. Tuy nhiên, ông Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đồng chí Hiếu không thuộc diện được bảo vệ. Ông Dương cũng khẳng định, mặc dù luật tố cáo năm 2018 có quy định về bảo vệ người tố cáo, song đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, nên giả thiết đồng chí Hiếu thuộc diện cần bảo vệ thì vẫn chưa có quy định trình tự thủ tục để thực hiện. Trong khi trung bình hàng năm, công an hai cấp huyện và tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng nghìn đơn tố giác tố cáo. Nếu vụ việc nào cũng yêu cầu phải bảo vệ thì lực lượng nào đảm đương? Theo lý giải của hai vị khách mời thì vì sao đồng chí Phan Văn Hiếu có nhận số phiếu tín nhiệm là 23 trên tổng số 33 phiếu tín nhiệm thấp để từ đó là bị điều chuyển công tác và mất ngày công chức? Người đứng đầu của một đơn vị, một cơ quan, một tổ chức mà tức là bị phê bình, và những người phê bình đó thì nếu như mà không vững vàng, mà không có cơ chế để bảo vệ thì dễ bị cấp trên trù dập. Cái chuyện đó đã từng xảy ra nên mới có dư luận là đấu tranh tránh đâu, dám phê bình đến cán bộ cấp tỉnh thì nếu như gọi là ngày xưa là phạm húy thì dễ bị tức là các đồng chí đó bằng ngoại cách và dùng cả những thủ đoạn xấu xa, thí dụ như là khống chế trong tức là cái tập thể đó là phải bỏ phiếu thấp. Trong quy định của đảng, từ trong điều lệ đấy, phê và tự phê đấy, với tinh thần xây dựng. Thế thì cái trường hợp anh Hiếu là rất xây dựng, chứ không chỉ dùng chữ xây dựng là đủ. Rất xây dựng, rất bình tĩnh xây dựng, chờ đợi cái kết quả của chị. Thế nhưng cái phản ứng của cái tập thể do có cái lãnh đạo của cái cấp ủy này, nó chỉ đạo các cái thành viên để tìm mọi cách loại cái người đấu tranh rất trung thực là cái anh Hiếu, để lợi dụng cái quy chế là ai có phiếu thấp mà chiếm 2/3 là phải bị xử lý hoặc là bị thôi hoặc là điều chuyển đấy. Cái này tôi muốn nhấn,
không phải là cá biệt. Cho nên cái việc mà Nhân dân TV đưa cái này lên là rất trúng, rất đúng. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông có cái đánh giá như thế nào về câu trả lời của ông Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khi cho rằng là đồng chí Phan Văn Hiếu không thuộc diện được bảo vệ ạ? Tôi cho rằng đấy là cái câu trả lời bao biện. Ngay một cán bộ đảng viên bình thường, một người nhân dân cũng có quyền tố cáo cán bộ đảng viên làm sai cơ mà. Mọi người đều được bảo vệ, mà trong hiến pháp cũng đã quy định dành trọn vẹn cái chương 2 là nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Quyền của người công dân không chỉ được pháp luật bảo vệ mà còn được bảo đảm nữa. Nên quyền tố cáo của cán bộ đảng viên, mà trong đó Hiếu là cán bộ thuộc diện quản lý của cấp tỉnh, mà đồng chí Phó Cựu Giám đốc Công an nói như thế là hoàn toàn không đúng với là cái tinh thần nghị quyết của Đảng và không đúng với tinh thần pháp luật của nhà nước. Bằng cách nào để chúng ta có thể xử lý được những cá nhân và những đơn vị mà đã không làm hết trách nhiệm trong việc bảo vệ người tố cáo ạ? Tôi nghĩ rằng là cái quy định này là trong Đảng thì cần được đồng bộ thể chế hóa thành một cái cơ chế của nhà nước, thành một luật, một quy định của nhà nước. Thì cái bảo vệ ấy nó đồng bộ và nó chặt chẽ hơn. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Duy Quát nhìn nhận như thế nào về cái nghịch lý đó là cán bộ không những không muốn bảo vệ người tố cáo mà thậm chí còn có thể chủ động móc ngoặc với chính đối tượng xã hội đen để đe dọa về tinh thần hoặc là làm tổn hại về sức khỏe và tài sản của người tố cáo. Vậy bằng cách nào để chúng ta có thể chặn đứng được cái thủ đoạn này ạ? Cái gốc chính là sự phát triển của các nhóm lợi ích, chứ không phải từng cá nhân cán bộ họ vi phạm đâu. Mà cái vi phạm đây nó mang tính nhóm, băng nhóm. Những người có chức quyền liên hệ với các lực lượng, kể cả những lực lượng xấu tiêu cực, để nó chiếm đoạt những cái lợi ích bất chính, rồi nó bảo vệ các lợi ích bất chính của họ bằng nhiều thủ đoạn. Cho nên là cái việc mà việc bảo vệ cái người dám tố cáo này, thì lần này cái quy định này tôi nghĩ là quy định của Đảng thôi, nhưng cần phải được thể chế hóa rõ hơn nữa. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2020, tại kỳ họp 44, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Lê Viết Chữ, Trần Ngọc Căng có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ đến mức phải xem xét kỷ luật. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị họp và nhận định ông Lê Viết Chữ chịu trách nhiệm chính về vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc trong chủ trương quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử, cử cán bộ công chức sinh viên tốt nghiệp đại học của tỉnh đi công tác học tập ở nước ngoài không đúng tiêu chuẩn. Ông Lê Viết Chữ cũng phải chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư một số dự án lớn từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất, ký văn bản và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp không đúng thẩm quyền. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức cảnh cáo. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, ông Chữ nộp đơn xin từ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ngày 1 tháng 12 năm 2022, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phan Bình, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành. Tiếp đó, ngày 8 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ về tội nhận hối lộ. Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Phúc, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp và quyết định phê trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chữ. Thưa hai vị khách mời, bằng quyền lực của mình thì cán bộ sai phạm mà thuộc diện trung ương quản lý thì họ có thể gây những cái khó khăn hoặc cái bất lợi
hoặc những cái cản trở lớn như thế nào đối với người tố cáo và cái quá trình mà chúng ta triển khai giải quyết tố cáo ạ? Cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, đây là tinh hoa của Đảng, của dân tộc. Nhưng mà rõ ràng trong các nhiệm kỳ gần đây thì các văn kiện đại hội cũng như là ba cái hội nghị trung bốn chúng ta đã chỉ rõ một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mà trong đó có cả cán bộ cấp cao. Vấn đề tố cáo mà cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, cán bộ tố cáo mà không có bản lĩnh và đặc biệt là chưa thật đầy đủ, có đầy đủ thông tin thì dễ dàng bị người ta quật lại, mà người ta quật lại bằng những hình thức khó chống đỡ. Ví dụ như cái câu chuyện chúng ta nói nhiều rồi, những ai mà mạnh dạn nói thì người ta quy kết cho khuyết điểm là gây rối, mất đoàn kết. Đấy là cái mà người ta hay quy kết cho những cán bộ mạnh dạn đấu tranh. Thì nếu như gây được mất đoàn kết nội bộ thì đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm thì như anh Hiếu ấy, lại 23 trên 33 phiếu thấp. Chưa kể tôi nói rằng kể cả cái trường hợp người ta là quy kết cho sai cơ. Có thể thấy là bảo vệ người tố cáo cán bộ đã khó, bảo vệ người tố cáo cán bộ mà thuộc diện trung ương quản lý thì còn khó hơn gấp nhiều lần. Từ đây việc Bộ Chính trị ban hành quyết định số 164 có ý nghĩa trong thực tiễn như thế nào ạ? Phê bình những cái khuyết điểm yếu kém của cán bộ cấp dưới, đồng cấp và nhất là cấp trên trong vài chục năm gần đây. Tôi nói lại là từ nghị quyết Trung ương 6 khóa 8 đến nay đã bàn thực sự là khó khăn. Cho nên đã có cái kiến nghị ở khóa 8 là trước khi các cái cấp và nhất là Bộ Chính trị Ban Bí thư tự phê bình trong các cái đợt phê bình giữa nhiệm kỳ hoặc là cuối năm đấy, rồi cuối nhiệm kỳ đấy, thì phải có ý kiến phê bình của cấp dưới, phải công khai cái này. Ấy thế nhưng mà không thực hiện, không phải dễ đâu. Người phê bình đúng đắn đấy, được bảo vệ không tốt. Rất nhiều người bị chủ lập và cũng hậu quả không chỉ cá nhân đâu, cả gia đình họ. Ở đây đang thấy một cái tình trạng đúng như Đảng nhận định, cái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ này mà có cả cán bộ cấp cao đã đang phát triển, phải nói là rất nghiêm trọng trong Đảng này. Ba cái năm của nhiệm kỳ thứ 13 này, Trung ương đã xử lý tới hơn 20 ủy viên Trung ương, 7 ủy viên Bộ Chính trị, thì chúng ta đã thấy, tức là trong cái bối cảnh sự suy thoái này, cho nên cái nghị quyết bảo vệ cái người dám đấu tranh này, quả thật là cái nghị quyết cực kỳ sáng suốt, rất trúng, rất đúng và cực kỳ nhân văn. Vậy đâu là giải pháp hữu hiệu để có thể bảo vệ được người tố cáo cán bộ sai phạm diện trung ương quản lý, nhất là bảo vệ họ về danh dự, về tính mạng, về vị trí công tác, về việc làm, ngay cả khi mà nội dung tố cáo của họ chỉ đúng một phần hoặc là chưa có đủ căn cứ ạ? Theo tôi, cái vấn đề mà bảo vệ người tố cáo ấy mà, thì tiến tới là Quốc hội phải là luật, chưa ban hành được luật được thì hãy ban hành pháp lệnh để mà bảo vệ những người mạnh dạn tố cáo. Thì với tư cách là chúng ta đang là thực hiện cái xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội nghĩa, hiến pháp và pháp luật là tối thượng, nên mọi thứ phải được là chủ trương của Đảng, đường lối của Đảng phải được thể chế hóa bằng pháp luật, thì đấy là cái giải pháp tốt nhất. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là phải chờ Quốc hội là ban hành luật hoặc chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp luật, mà ngay khi Đảng đã ban cái quyết định rồi thì cấp ủy các cấp phải là quán triệt cái quyết định 164 này và tổ chức thực hiện nghiêm và làm đến đâu chúng ta sơ kết tổng kết kịp thời để chúng ta hoàn chỉnh cái quyết định này. Ở đây có hai phần, một là bảo vệ cái người tố cáo đúng, thế và kiên quyết cũng phải xử lý những kẻ vu cáo. Thế đúng là có một cái trường hợp ở giữa, tức là vừa đúng vừa không đúng. Thế và còn có một cái nữa là nặc danh. Có cái nặc danh để hoàn toàn đúng, mà cái tỷ lệ nặc danh hoàn toàn đúng cũng tương đối nhiều, không nhỏ đâu. Cho nên đúng là cái quy định này cần phải được cụ thể hóa hơn nữa. Mà cái bảo vệ, cái nhất là những cái đơn thư họ nói một số cái rất đúng,
còn cái nó chưa rõ, thiếu thông tin, thiếu bằng chứng, nhưng mà đúng là dư luận thì ai cũng biết, nhưng mà không có điều kiện để lấy bằng chứng. Quy định này cần phải được qua thực tiễn thực hiện kịp thời để bổ sung phát triển. Và ở đây, ngay cái tọa đàm đây thôi cũng đã thấy một số cái thực tiễn đấy. Các đồng chí cũng đã tổng kết thực tiễn rất sâu sắc, nhiều khía cạnh, cho nên mới đặt ra rất nhiều quy trình. Thế nhưng, ở đây tôi muốn nói thật là cần được sự tổng kết rộng hơn, chứ không phải chỉ mấy cơ quan chuyên môn được. Phải từ chi bộ, họ thảo luận, họ bổ sung, rồi lên đến cấp này, cấp kia, để rồi trên cơ sở đó hoàn thiện. Vậy thì hiện nay cần nên tổng kết, cần nên nghe trí tuệ của dân, chắc chắn sẽ hoàn thiện cả trong đảng, cả trong luật pháp của nhà nước. Ngay cả khi chưa có đơn tố cáo đâu, nhưng mà dân đã biểu tình, dân đã khiếu kiện, thì cái cơ sở ấy là quan trọng đầu tiên đấy này. Mà nếu bây giờ giải quyết cái việc đơn thư khiếu kiện, tôi lấy cái Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh, mà nếu kiểm tra, thanh tra ngay được trung thực cái đơn thư khiếu kiện của Thủ Thiêm, thì chúng ta không để dẫn đến một cái hậu quả cực kỳ nặng nề như bây giờ. Hoặc là cái vụ Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát đấy. Vạn Thịnh Phát thì rất nhiều đơn thư tố cáo. Và tại sao? Có phải không? Tức là có rất nhiều đơn thư tố cáo. Tương nhiên tôi chưa biết cái người đơn thư tố cáo bị gì, nhưng mà rõ ràng là bắt đầu phải là từ cái việc giải thích đơn thư tố cáo. Chúng ta cũng phải chú ý tới việc đó là khen thưởng thì có thể thúc đẩy và ghi nhận cái sự nỗ lực cố gắng của người ta, nhưng mà hiện tại bây giờ thì đồng chí Phan Văn Hiếu chưa hề có bất kỳ một sự ghi nhận hoặc khen thưởng nào cả. Thì các vị khách mời có ý kiến như thế nào về việc này ạ? Nếu người ta đúng hoàn toàn thì phải phục hồi kể cả danh dự, chức vụ, quyền hạn cho người ta, và phải khen thưởng kịp thời những người mạnh dạn tố cáo những cái sai trái trong xã hội ta. Thì tôi cho rằng cái này chúng ta cần phải làm và làm khẩn trương. Đây cũng là một vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, để bảo vệ và có những chính sách thỏa đáng đối với những người tố cáo, kể cả trường hợp người ta tố cáo chưa thật đúng. Anh này thuộc cán bộ cấp tỉnh, thế thì truyền thông tỉnh phải công khai ngay cái chuyện có hả? Khôi phục ngay vị trí. Đây là công thì thưởng công và đề bạt. Có cái thưởng bằng vật chất, như thưởng bằng tinh thần là trở thành một điển hình, một đảng viên tiêu biểu của cái đảng bộ ấy. Hai đó là căn cứ vào năng lực và có thể đề bạt cấp cao hơn. Đang trong quá trình ấy thì bảo vệ bí mật được. Nhưng mà khi đã xong rồi, khi đã xong rồi, đã kết luận thì phải công khai. Thì phải công khai. Chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình luận đàm ngày hôm nay với nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn và rất trách nhiệm ạ. Thưa các đồng chí, thưa quý vị, như vậy cần kịp thời bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, ngăn chặn xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo cán bộ vi phạm thuộc diện Trung ương quản lý. Muốn vậy, cần đưa người được bảo vệ và thân nhân của họ đến nơi an toàn, bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ trực tiếp bảo vệ. Bên cạnh đó, cần tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ các quyết định xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ. Khôi phục vị trí công tác, việc làm, các khoản thu nhập đã bị ảnh hưởng cho người được bảo vệ, hoặc xem xét bố trí công tác khác nếu họ đồng ý, để tránh bị phân biệt đối xử. Đặc biệt, coi trọng việc khen thưởng công khai một cách thỏa đáng cho những người tố cáo đúng, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của người tố cáo sai. Đến đây, chúng tôi cũng xin khép lại chương trình luận đàm hôm nay. Trân trọng cảm ơn các đồng chí và quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.